Xin chào bạn, tôi sĩ Sóc Việt Đức đây. Hôm nay vừa cắt bao quy đầu cho một chị nam 33 tuổi rồi bạn. Bạn ấy bao quy đầu dài. Để bạn thấy là đây là kết quả sau khi cô cắt bao quy đầu rồi. Quá đẹp. Đau không em? Không. Một tuần nữa đi cắt chỉ em nhé. Hôm nay mình nam 30 tuổi rồi bạn. Các bạn thấy là bạn ấy bao quy đầu của bạn ấy bị hẹp đúng không? Đấy thì lúc các bạn thấy là rất là dài hẹp đấy, và không biết là có nốt gì này thì giữa da và niêm mạc chứ cũng nghi ngờ. Nhưng ngoài ra còn cái hạt ngọc dương vật nữa, cái hạt ngọc rồi sẽ đốt hết thôi. Dây hãm của em hơi căng ấy, sửa luôn dây hãm này. Okay. Đấy, sẽ cắt bằng phương pháp thẩm mỹ nhất nhé. Rẻ thế rồi. Rẻ của hàng 30.000 cái. 30.000 cái. Chú bán 30.000 à? Vâng. Cái visa nó phải có thịt chắc cái thứ này chứ. Có, nhưng mà 30.000 sao giỏi nhất đấy. Nó cái hàng từ bánh size mini ấy. Kiểu 2.000 cái nó vừa. 2.000 cái thì vụ được trẻ con ăn. Cá nói chung là để còn lãi một phát hết luôn, hết luôn. Xin chào bạn, tôi sĩ Sóc Việt Đức đây. Hôm nay vừa cắt bao quy đầu cho một chị nam 33 tuổi rồi bạn. Bạn ấy bao quy đầu dài. Các bạn thấy là đây là kết quả sau khi cô cắt bao quy đầu rồi. Quá đẹp. Đau không em? Không. Một tuần nữa đi cắt chỉ em nhé.